Chào mọi người, mong rằng khi đang xem video này thì bạn đang ở một trong không gian an toàn và thoải mái để chúng ta có thể tâm sự về việc làm thế nào để hoàn toàn loại bỏ áp lực học tập và áp lực điểm số khi đang đi học. Mình là Vừng, mình thì đã trải qua rất là nhiều môi trường học tập khác nhau. Hồi cấp 2 thì mình đã học chuyên Anh và mình thi vào chuyên Anh 1 của trường Hà Nội Amsterdam. Sau đó khi vào cấp 3 thì mình học ở UWC Isaac, một môi trường ở Nhật Bản, và học bằng tứ tài quốc tế International Baccalaureate, cũng là một trong những cái bằng cấp 3 khó nhất ở trên thế giới. Và ngay bây giờ thì mình đang là sinh viên của trường Đại học Cornell University ở Mỹ, và cũng là một môi trường có sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các bạn học sinh với nhau. Trong hành trình học tập của mình từ bé đến lớn thì phải nói là có quá nhiều lần mình đã rớt nước mắt vì việc học. Mình vừa viết bài, nước mắt mình vừa rơi xuống trang vở, xong rồi nó ướt, xong rồi mình không thể nào tiếp tục viết bài được nữa. Hay là có những cái lần mà mình bị buồn quá vì cái thành tích học tập của mình, hay là không đạt được cái nguyện vọng của mình, và mình cứ thu mình lại, mình không nói chuyện nhiều với bạn bè nữa, và mình tự làm cho bản thân mình khổ ấy. Thì đây là một cái video mà ước gì khi mà mình còn bé, mình biết được, mình được xem, có những cái sự hướng dẫn từ anh chị đi trước để mình không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn như thế cả. Bố mẹ mình thì không hề bắt ép mình là phải học giỏi này nọ, nhưng bản thân mình có những cái ước mơ rất là lớn, cho nên là mình tự gồng mình vào những cái tình huống khó khăn như thế. Và những cái việc suy nghĩ luẩn quẩn đấy thì nó làm cho mình mất nhiều thời gian để mình làm những cái việc khác có ích hơn. Vậy nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 5 cái cách mà mình đã suy nghĩ rất là sai lệch về việc áp lực điểm số, áp lực học tập. 5 cái lỗi này mình thấy cũng khá là nhiều bạn học sinh bây giờ mắc phải. Và sau đó chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp cho từng cách suy nghĩ giới hạn một nhé. Vấn đề đầu tiên là tự đặt ra những niềm tin giới hạn cho bản thân. Cái trường hợp này thì mình đã gặp rất là gần đây thôi. Mình thì đang học một cái lớp luật ở trường Đại học Cornell. Và luật ở đây thì bởi vì mình đang đi du học Mỹ, cho nên là về phần luật mình cũng phải học luật của Mỹ, và mình cũng thể học luật của Việt Nam. Và cái sự khó khăn ở đây là những cái bạn học sinh người Mỹ, họ đã ở cái đất nước này từ bé rồi, họ có rất là nhiều kiến thức và có sự làm quen từ trước so với mình. Cho nên là ngay khi bắt đầu buổi học đầu tiên thì mình đã thấy giữa mình và các bạn có một cái khoảng cách rất là lớn về mặt kiến thức. Khi mà mình bị điểm kém như vậy thì mình luôn luôn dằn đặt bản thân là tại sao mình lại học dốt như thế, tại sao mình lại là một học sinh kém cỏi như thế. Mình cứ bị cuốn theo cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn đấy mà quên mất là vẫn luôn luôn có giải pháp. Thế là mình đã đi đến cái thầy advisor, thầy tư vấn của mình. Thầy có nói là rất là nhiều học sinh cũng có cái khó khăn như vậy. Thì việc đầu tiên mình cần làm là cho phép bản thân mình cảm nhận những cái cảm xúc đấy, buồn hay là xấu hổ, cho nó cảm nhận đi. Nhưng mà hết ngày mình hết buồn rồi thì mình phải bắt đầu nghĩ tới giải pháp. Và giải pháp đó là gì thì mình xin gợi ý các bạn cái cách suy nghĩ lập bảng suy nghĩ song song. Ở cột bên trái, bạn hãy viết tất cả ra những cái suy nghĩ về bản thân mình mà đang bó buộc lại bản thân mình. Và bên phải, bạn viết những cái câu hỏi, hỏi xem là cái điều mà mình vừa suy nghĩ đấy nó có thực sự đúng không, hay là mình đang khiến cho cái suy nghĩ đấy nó trở nên nặng nề hơn cần thiết. Bản thân mình cũng đã tự làm như thế này rồi, nên là mình có thể đọc cho các bạn những cái ví dụ mà mình đã viết. Ở cột bên trái mình có viết là mình bị điểm kém nhất lớp. Nhưng mà cột bên phải mình viết là đây là cơ hội để mình có thể trở thành con người tiến xa nhất lớp và học được nhiều nhất lớp từ lúc mà mình bắt đầu kỳ học và cho đến khi kỳ học kết thúc. Một điều tiêu cực khác mà mình đã nghĩ là tất cả các bạn khác đều giỏi môn này, chỉ có một mình là kém. Thì cái cách suy nghĩ khác đi về cùng một cái tình huống đấy chính là đây là lý do mình đang đi học cùng các bạn, chứ mình không đi học một mình. Mình luôn luôn có thể hỏi các bạn cho sự giúp đỡ. Một cái điều khác là khi mà nhìn thấy một cái người học giỏi hơn mình, mình cảm thấy ghen tị, mình cảm thấy tự ti, và mình cứ nghĩ là họ là những học sinh rất là giàu có, họ có sẵn những cái nguồn tài liệu để học hỏi rồi. Tuy nhiên một cách nghĩ khác chính là cách đặt câu hỏi làm thế nào để mình đạt được cái trình độ như họ, hay là mình có thể học hỏi được gì từ họ, mình có thể xin những cái nguồn tài liệu nào từ họ để họ chia sẻ cho mình. Một cái trở ngại thứ hai mà mình thấy bản thân gặp phải khi mà có áp lực học tập chính là việc luôn luôn dằn vặt bản thân. Ngày nào cũng cảm thấy rất là tội lỗi vì mình đang phí cái cơ hội học tập của mình vì mình bị điểm kém quá chẳng hạn. Điều này rất là phổ biến khi mà mình thi học sinh giỏi hay là thi những cái kỳ thi mà họ xếp hạng học sinh theo từng cái số là bạn này số 1, bạn này số 2. Và khi mà mình không đứng trong những cái top đầu thì mình có cảm giác hơi tội lỗi một chút. Và tệ hơn như thế là có khi mình sẽ gắn mác bản thân là kém cỏi trong cái môn này.
Và điều này rất là tệ nếu mà mình tiếp tục suy nghĩ như thế trong một thời gian dài. Bởi vì khi mà mình gắn mác bản thân, mình sẽ dần dần thực sự tin vào cái điều mà mình đang gắn mác cho bản thân đấy. Mình tin là mình học kém, và dần dần mình luôn luôn học kém, bởi vì nó đã bị dán quá là rõ ràng ở trên trán của mình rồi, mình không thể bứt ra được. Cho nên là mình đã tìm hiểu thêm về cái khái niệm là forgiveness, là sự tha thứ cho bản thân. Có rất là nhiều bài nghiên cứu về sự tha thứ này, đặc biệt là ở trong cái ngành tội phạm học. Các bạn có thể xem rất là nhiều cái video ở trên YouTube về việc nhà tù ở châu Âu, nhà tù ở Finland, Phần Lan, Germany, ở Đức, thì họ đều có những cái hệ thống tù nó khá là thoải mái. Một cái không gian sống cho tù nhân không quá là khác biệt so với cuộc sống bình thường của người ta này. Người ta có những cái phòng tập gym dành cho tù nhân rất là sạch sẽ, những cái phòng thư viện để tù nhân có thể mở mang kiến thức, hay là những cái hoạt động cộng đồng khiến cho họ cảm thấy là họ có cơ hội để trở thành một người tốt hơn. So sánh cái điều đấy với cả những cái nhà tù nói chung là đáng sợ nhất đi ở trên thế giới, những cái nhà tù mà chất lượng kém, thì những cái môi trường nhà tù như thế nó khiến cho người ta cảm thấy là họ đang bị trừng phạt bởi cái hành động trong quá khứ của họ. Họ không thể quên được là mình đang ở đây bởi vì mình là một người xấu, và cứ như thế họ cứ tiếp tục tin tưởng họ là một người xấu. Cho nên là cái tỷ lệ tái phạm của những tù nhân đến từ những cái môi trường nhà tù này rất là cao. Tương tự như vậy thì môi trường học nó không căng thẳng như nhà tù, nhưng mà mình nghĩ ra một cái phép ẩn dụ khá là hay, chính là cái bộ não của bạn có khả năng trở thành nhà tù nếu như bạn cho phép nó tiếp tục suy nghĩ và gắn mác cho bản thân mình là một học sinh tồi. Như vậy thì nếu như bạn đã có những cái thói quen xấu trong học tập trong quá khứ, thì hãy nghĩ rằng bạn luôn luôn có sức mạnh và khả năng để thay đổi. Một cái trở ngại thứ ba mà mình thấy rất là nhiều người gặp, đấy chính là lấy số điểm ở trường của mình là thước đo giá trị của bản thân. Cái này cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì khi là một học sinh thì mình không có nhiều thứ để mình chứng tỏ được cái giá trị bản thân của mình trong xã hội. Nếu như mà người lớn họ có thể so sánh với nhau về việc là lương của họ bao nhiêu này, hay là họ có bao nhiêu tiền, hay là họ có mấy cái nhà, mấy cái xe, thì đối với học sinh chúng mình thì mình chưa có cái của cải gì cả, cho nên là điểm số là một cái thước đo xã hội giữa những cái bạn bè ở trong môi trường học tập với nhau. Một cái cách rất là dễ mà mình đã thử chính là nhận ra rằng ngoài việc học, ngoài việc điểm số, thì mình còn bao nhiêu là cơ hội để mình có thể định vị được cái giá trị của bản thân và định vị được mình là ai trong cuộc sống này. Bởi vì nói cho cùng thì việc học cũng là để phục vụ cho bạn áp dụng những cái kiến thức đấy vào trong những cái dự án ở trong thực tế. Để minh họa thêm cho các bạn về việc tại sao điểm số chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, thì mình hãy nhìn vào cái cách mà những cái trường đại học hàng đầu của Mỹ tuyển sinh viên vào trường, hay là một số trường đại học ở Việt Nam cũng đang áp dụng, ví dụ là Đại học VinUni hay là Đại học RMIT, thì điểm số chỉ là một phần rất là bé trong việc họ định lượng là học sinh nào nên được nhận, học sinh nào không nên được nhận. Họ còn nhìn vào rất là nhiều yếu tố khác như là hoạt động xã hội, bạn có thực sự tạo được những cái thay đổi ở trong cộng đồng của bạn không. Họ nhìn vào tiềm năng, kiến thức thì nó vô vàn và mình không thể nào mà bao giờ biết được tất cả những cái kiến thức trên thế giới. Nhưng mà khi mà bạn có tiềm năng, bạn có một cái thái độ nghiêm túc khi học hỏi, và bạn thực sự là muốn dành nhiều thời gian để có thể cải thiện bản thân mình, thì đấy cũng là một cái giá trị rất là lớn mà điểm số không thể nào mà nói lên được hết. Lỗi tiếp theo mà bạn có thể mắc phải chính là bạn đang cố gắng, nhưng bạn đang chỉ cố gắng một mình. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Câu thành ngữ này quá là quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng mà khi mà mình áp dụng vào cái trường hợp cụ thể trong cuộc sống thì có thể là mình quên mất cái phương châm sống đấy. Cho nên là hôm nay mình muốn nhắc lại với mọi người, khi mà mình đi học và trả tiền học phí thì mình không chỉ đang trả tiền cho giáo sư, cho những cái cuốn sách mà mình học ở lớp. Ví dụ như ở trường mình thì mình không chỉ đang trả tiền cho cái lớp học luật của mình, mà mình còn đang trả tiền cho Mental Health Advisor, người tư vấn tâm lý ở trường. Mình đang trả tiền cho Academic Counselor, người có thể tư vấn về lộ trình học tập của mình, chọn lớp nào cho phù hợp, bỏ lớp nào cho phù hợp, hay là mình cần bao nhiêu điểm để đạt được cái nguyện vọng của mình. Mình có những người Career Counselor, những người mà tư vấn lộ trình nghề nghiệp cho mình. Và mình còn đang trả tiền để mình ở trong một cái môi trường có rất là nhiều người bạn truyền cảm hứng và đang cùng hành trình với mình nữa. Cho nên là khi bạn gặp khó khăn và bạn cố gắng một mình và dành nhiều thời gian thì tất nhiên là nó hữu ích thôi. Nhưng khi mà mình tham khảo góc nhìn khác từ những cái người xung quanh mình, họ có những cái
tâm niệm rõ ràng hơn về cái trường hợp của mình. Họ không phải là bản thân mình, cho nên là khi họ giúp mình nghĩ ra giải pháp thì có thể là họ không bị bó buộc ở trong những cái cảm xúc mà mình đang có, và họ có thể mở rộng cái tầm nhìn của mình hơn. Và nếu như mà trường của bạn chưa có đủ những cái nguồn trợ giúp này thì bạn có thể lên mạng, bạn có thể tìm những cái dịch vụ ở bên ngoài. Mình cũng biết là ở Việt Nam có một số hotline hỗ trợ tư vấn tâm lý cho những cái bạn trẻ gặp nhiều vấn đề khó khăn ở trong cuộc sống, và bạn có thể gọi điện cho hotline, thì mình sẽ để những cái số điện thoại đấy ở trên màn hình. Và bạn hoàn toàn có thể hỏi bạn bè của bạn ở những cái ngôi trường học khác nữa. Và Internet cũng là một nguồn kiến thức rất là rộng mở. Bạn có thể tìm những cái bài podcast. Đây là một số podcast self-help, một số podcast giúp mình có thể cải thiện được cái góc nhìn về cuộc sống hay là về học tập và việc trải qua áp lực. Và một số YouTuber khác mình rất là thích nói về tâm lý sức khỏe học đường, mà mình khuyên bạn nên xem nếu như bạn đang thích video này của mình. Và khó khăn cuối cùng mà mình nghĩ là có thể ai trong cái hành trình học tập của mình cũng gặp phải chính là chọn sai đối tượng so sánh. Ở trong giới học thuật thì lúc nào mình cũng dựa vào việc so sánh để định lượng được cái trình độ của mình tới đâu, đúng không? Ví dụ như là khi thi học sinh giỏi thì luôn luôn phải có người giải nhất, luôn luôn có người giải nhì, luôn luôn có người không được giải nào. Hay là trong những cái kỳ thi như kỳ thi đại học thì họ sẽ lấy những cái người được điểm cao nhất từ trên xuống, và những cái người đứng cuối cùng thì sẽ bị loại. Có nhiều khi mình cảm thấy những cái con số đấy nó lớn đến mức mình đánh mất đi cái sự tự tin của mình. Mình cảm thấy là mất động lực học bởi vì cái con số của mình thấp. Và mình sẽ luôn luôn so sánh bản thân mình với bạn bè, với những cái người học chung của mình. Cái việc suy nghĩ này nó có ích khi mà bạn biết được là vị trí của những cái người mà xếp hạng cao hơn mình nó ở đâu, họ có những cái kỹ năng gì mà mình chưa có để mình có thể phấn đấu như họ và rút ngắn cái khoảng cách của mình. Nhưng mà cách suy nghĩ này nó không tốt khi mà bạn luôn luôn bị ám ảnh bởi cái điều đấy. Thì một cái giải pháp rất là dễ là đối tượng mà mình nên so sánh nhất chính là đối với bản thân mình. Quay lại cái câu chuyện mà mình kể cho các bạn ban đầu về việc mình đang đi học luật ở Mỹ đi, thì bản thân mình gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì mình có rất là ít kiến thức về lịch sử Mỹ và những cái bộ luật ở Mỹ, cho nên là mình đã đến office hour giờ tư vấn của cái người giáo viên dạy cái lớp đấy của mình, và mình hỏi là em cảm thấy là em không phải là một học sinh tốt ở trong lớp của thầy, thì thầy có lời khuyên nào để em có thể cải thiện cái kiến thức của mình, bởi vì em là một sinh viên quốc tế, em không biết nhiều về luật của Mỹ. Thế xong rồi thầy bảo với mình là em là sinh viên quốc tế và em đang học luật. Và em biết điều đấy rất là khó, kể cả đối với những cái bạn đang là người Mỹ, học luật đã rất là khó rồi, và mình đang học cái môn này bằng cái ngôn ngữ thứ hai của mình, và mình đã đi từ tận đất nước Việt Nam nhỏ bé sang đây và mình học một cái ngành như thế, thì thứ nhất là mình phải biết được là cái điểm xuất phát của mình ở đâu. Nó có thể là sau tất cả các bạn khác, nhưng mà em hãy tưởng tượng xem đến cuối con đường em sẽ học được bao nhiêu là kiến thức, em sẽ đi một con đường dài hơn tất cả các bạn khác trong lớp. Em có thấy điều này đáng tự hào không? Và nếu như em trong một thời gian bằng các bạn khác mà em đi một con đường dài như vậy, thì em hãy tưởng tượng xem khi mà em gặp một trường hợp tiếp theo, khi mà em gặp một cái điều khó khăn tiếp theo, thì em còn đi được một con đường dài như thế nào nữa. Cái câu nói của thầy thì rất là cảm động, và nó gợi cho mình nhớ đến một cái câu mà mình đang đọc trong cuốn sách Wonder của RJ Palacio. Ở trong cuốn sách này thì có một cái lễ hội cuối năm của một cái ngôi trường tiểu học, và thầy giáo hiệu trưởng có một cái bài diễn thuyết đối với các bạn học sinh về cách mà thầy nghĩ về sự thành công của từng học sinh một. Thầy còn nói là "It's what you've done with your time, how you've chosen to spend your days, and whom you've touched this year. That to me is the greatest measure of success." Thầy không nghĩ điểm số là cái nguồn đánh giá duy nhất đối với chất lượng của học sinh, mà thầy còn nhìn vào những cái điều khác, và thầy còn nhìn vào cái hành trình của học sinh từ điểm bắt đầu và kết thúc nó thay đổi lớn như thế nào. Mình muốn kết thúc video này bằng cách phân tích một cái nét văn hóa trong giáo dục của Việt Nam mà mình không thấy ở những cái quốc gia khác, chính là cái cụm từ con nhà người ta, so sánh con của mình với con của nhà người khác. Lý do mình tin tại sao cái này chỉ riêng biệt đối với Việt Nam thôi là mình có biết nói một chút tiếng Nhật và tiếng Anh, thì mình không thể nào mà dịch cái cụm từ này ra một cái ngôn ngữ khác được. Thì chứng tỏ là cái việc so sánh con cái với nhau như thế này nó gây ra rất là nhiều áp lực với các bạn trẻ. Cho nên là nếu như phụ huynh nào có thể xem được video này thì hãy kiềm chế cái việc đấy lại, vì mỗi đứa trẻ đều có những cái tiềm năng khác nhau, có những cái môi trường học khác nhau, và mình không thể nào mà bắt ép con của mình
theo đúng cái con đường của người khác được. Mình mong là cái sự phân tích về những cái trở ngại mà các bạn sinh viên hay gặp phải và những cái giải pháp mà mình gợi ý cho các bạn có thể giúp các bạn có một cái tâm lý và phong thái thoải mái hơn khi mà mình đi học. Là một người đã trải qua rất là nhiều khó khăn ở trong học tập và rất là nhiều áp lực khi mình thi các kỳ thi học sinh giỏi khác nhau hay là apply vào các trường này nọ, mình cũng hiểu được cái việc sức khỏe tâm lý nó quan trọng như thế nào để mình có thể bền bỉ và học một cách thực sự có đam mê. Và vâng, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.